Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Thông báo với các bác là đợt hàng thứ hai của lô mic Deacoustic KV12 tiếp tục đã về với cửa hàng em. Thì đây là một trong những dòng mic phải nói rằng là rất là sốt trong thời gian vừa qua. Thì hai ngày hôm vừa rồi thì cũng rất nhiều các bác liên hệ với cửa hàng em để đặt hàng, tuy nhiên là do hàng về không kịp. Thì hôm nay đã về để tổng cộng đây là được là 6 thùng là 30 bộ. Chỉ có 30 bộ thôi các bác nhá, không có về nhiều. Lần này là 30 bộ để phục vụ tất cả các bác. Thì Deacoustic KV12 nó có rất nhiều những cái được nổi trội để nó rất là sốt, để thành cơn sốt của thị trường ngày năm nay. Thứ nhất là giá rất là hợp lý, 2,9 triệu một bộ là bao ship cho tất cả các bác rồi. Cái thứ hai đó là đây là mic chính hãng của hãng Dea, một thương hiệu phải nói là rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua, công nghệ của Đức. Đấy. Thì đây là một thằng mic chính hãng đấy, được phân phối tại thị trường Việt Nam, bảo hành toàn quốc một năm. Đấy, giá chỉ 2,9 triệu thôi. Cái thứ ba nữa là dòng mic này có cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc. Tức là sao ạ? Tức là khi mà các bác không hát nữa, các bác để xuống bàn thì trong vòng khoảng 5 giây thì nó sẽ tự ngắt tiếng, nó không thu tiếng nữa. Và cảm biến rơi, cảm biến gia tốc ở đây tức là tức là khi mà các bác không may đang hát đánh rơi mic xuống đất thì nó sẽ không phát ra tiếng khi là loa, để tránh trường hợp là hư loa và hư mic. Và cái thứ ba nữa là cái quan trọng nhất ở đây đấy, rẻ và tốt chưa ra chắc các bác đã chấp nhận, phải hay nữa. Thì đấy thực sự là một lô mic giá rất là hợp lý, nhưng mà phải nói là vô cùng là hay, tiếng rất là dày, và phải nói rằng là alo hoặc là hét vào mic mạnh cũng không bao giờ lo cái chuyện vỡ tiếng. Tiếng rất là hay, phải nói rất là hay luôn. Thì nhắc lại với các bác là đây là KV12, Deacoustic KV12, giá chỉ có 2,9 triệu đồng một bộ và bao ship cho tất cả các bác rồi, bảo hành một năm. Thì đây bây giờ mời các bác xem lại toàn bộ quá trình test, quá trình thử và quá trình sử dụng cái mic Deacoustic KV12 này tại cửa hàng Nam Tép. Thì bác nào có nhu cầu thì chúng ta bốc máy lên liên hệ trực tiếp với cửa hàng em, vì là số lượng lần này cũng chỉ có 30 bộ thôi, không có nhiều. Bác nào lấy thì liên hệ với cửa hàng em nhé. Thì bây giờ mời các bác xem về tất cả những cái gì mà liên quan đến mic này, từ nội thất, ngoại thất và quá trình thử tất cả mọi thứ luôn, rất là chi tiết luôn. Xin cảm ơn tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Và đa trên tay của Nam Tép ngày hôm nay đang cầm ở đây là chiếc micro mới nhất của hãng Deacoustic do công ty SLV Lợi Nam mới nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Model ngày hôm nay Nam Tép muốn giới thiệu với tất cả các bác đó là model là KV12, một dòng mic phải nói rằng là rất là hay luôn. Và điểm đặc biệt của dòng mic này thì Nam Tép sẽ nói luôn ở đây, nó có cho chúng ta là mấy điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất, đây là dòng mic mới hàng chính hãng, bảo hành 1 năm đầu hộp luôn. Giá khuyến mãi đầu tiên của cửa hàng đưa ra đó là chỉ là 2,9 triệu đồng một bộ, giá chưa bao gồm phí ship. Lưu ý nhắc lại nhá, một dòng mic chính hãng đấy, nhập khẩu chính hãng luôn, hàng mới 100%, chỉ có giá là 2,9 triệu đồng một cặp đấy. Một cái giá phải nói rằng là vô cùng là cạnh tranh, thậm chí là cạnh tranh được với những cái dòng mic không tên tuổi trên thị trường, ví dụ như là dòng Shure hoặc là dòng những cái dòng khác do hàng OEM của đang tồn tại ở thị trường Việt Nam. Đối với giá 2,9 triệu thì có lẽ là một cái giá rất là hợp lý, rất là rẻ, phải nói là trong phân khúc rẻ ở thị trường Việt Nam. Nếu như những cái dòng mic mà chính hãng tại thị trường Việt Nam thì thực sự là nếu như mà những cái mic mà có giá như giá của DMV KV12 này thực sự là rất là hiếm. Dòng mic này nó có những cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là có chế độ tự ngắt. Tự ngắt là đương nhiên rồi, chúng ta không hát, chúng ta đặt xuống trong vòng 4-5 giây thì sẽ tự ngắt luôn. Thứ hai nữa là có cảm biến gia tốc. Cảm biến gia tốc là cảm biến rơi, không may mà các bác trong quá trình sử dụng nó rơi mic xuống thì nó không bị tín ra lò. Và cái thứ ba ở đây, cái thứ ba nữa là dòng mic đây là dòng mic vi tím. Toàn bộ tay mic ở đây chúng ta thấy là tay mic được làm bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm hết, toàn bộ thân trên thân dưới được làm bằng nhôm mà được sơn tĩnh điện rất là chắc chắn, không bị chảy trong quá trình sử dụng. Về tay mic này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, tay mic thì cực kỳ là đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ thử trước một chút về cái mic và sau đó em sẽ review toàn bộ cái nội thất và tất cả mọi thông số kỹ thuật của dòng mic này. Thì bây giờ em sẽ mở mic lên cho các bác xem. Đấy.
Đây bây giờ nhá. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à lên. Lên, lên, lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à lên. Thì như kinh nghiệm của bên em đã chia sẻ với các bác, để mà một bộ mic nó có hay hay không, hay không thì nó phụ thuộc vào cái độ dày của tiếng. Độ dày của tiếng thì thể hiện là sao ạ? Là nó không bị vỡ tiếng khi mà chúng ta nói to và khi mà chúng ta alo lớn. Thì các bác nghe thử nhé, bây giờ xem có mic này có dày tiếng không nhé. Đây. Đây lên, 1, 2, 3. Bây giờ em sẽ nói to, nói sát luôn, mic sát miệng này. Để sát miệng luôn và em nói to xem có bị vỡ tiếng không nhé. Đây lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đi, đi, đi. Mic tiếng rất là dày nhé, không bị vỡ tiếng. Đấy, em để sát miệng luôn. Cái miệng em bỏ ấp hẳn vào trong cái vành này nhưng không bị hát. Còn nếu như gọi là hát bình thường, những cái điểm ngoặt của chúng ta là để cách miệng nó khoảng 5 đến 10 cm như thế này. Lên, lên, 1, 2, lên. Thì hầu như là không bao giờ có chuyện bỏ tiếng vào đây. Tiếng mic dày, cho nên mà khi mà hát ấy, chúng ta không có lo cái chuyện hú đây. Đấy, đây rồi. Mà không có lo chuyện hú, tại vì nếu như đây là không phải mic, nói bảo là mic có trúng hú thì là không bao giờ có. Tuy nhiên là mic xịn và mic không xịn là nó phụ thuộc vào nó cách xa nhau rất là nhiều ở nơi cái điểm là hú ở đây. Tại vì sao mic xịn á, mic là tốt ấy, là tiếng tốt ấy, là nó dày tiếng, nó không bị vỡ tiếng các bác nhá, nó không bị vỡ tiếng. Đấy. Khi mà các bác nói to và chúng ta nói là cái nó không bị vỡ tiếng và nó không bị xé tiếng thì nó không bị hú. Đặc biệt là cái tiếng của nó rất là ấm. Đấy. Đây, đây, đây. Một, hai. Thế này là không phải lo hú cho chúng ta. Còn hiện nay là bây giờ em hát hay là to đủ không? Lên lên 1 2 lên lên 1 1 1 1 1 em hát thử bài đó nhỉ. Em viết đi. Lên lên 1 2 lên lên lên. Bây giờ tiếp theo bài còn được bài hát. Lên lên 1 2. Lên lên. Đêm đêm cười mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng. Phong đầu hoa tình ai, đậm đà đây đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa xứ quanh tường. Nhìn xa chốt nhớ thương lòng, như ngày mai nữa đôi. Hãy lên, hãy lên, tí vậy, hãy gặp nhé. Lên lên 1 2 lên 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 lên. Hello, hello, hello. Biết chăng ngày sau khi có về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ bèo tàn, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím tơ tan. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nỡ vô vàng. Đấy, em hát vào một đoạn thôi, không có đánh bản quyền thì coi nhé. Thì đây, các bác xem lại cái mic đây. Tay mic rất là đẹp nhá. Và bây giờ em sẽ thử xong cho các bác cái phần là nó cảm biến rơi. Đấy, em sẽ cảm biến rơi cho bác đây. Lên lên 1 2 lên lên lên. Các bác nhá, em đang dùng bình thường nhá. Lên lên lên. Đấy, các bác nhá, em thả xuống này. Đấy, không rơi luôn. Không thấy là lo đúng không ạ? Nha, lại nhá, coi xem này. Từ từ em coi lót cái này, em coi nó rơi ra ngoài nó vỡ mắt của em. Đây coi xem nhá, đây. Lên 1 2 lên 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 lên. Đấy, bị nó bật ra ngoài các bác ạ. Đây này, nó rơi nhá, nó rơi nhá. Nếu như mà rơi xuống là không nghe cái bục cái, nhưng mà nếu mà nó bật đi ra ngoài là thấy nó mới nghe. Đây. Lại nhá. Làm sao đây nhà Xuân nhỉ?
lót cái gì đây cho nó lặp xem này. Đây để em lót xem một số cái này nhá. Đây các bác xem này. Em này. Rồi đây có rơi xuống nền gạch tận áp luôn. Đây nhá mọi người. Lên mở ra. Đấy. Đấy không việc gì nhá, không có nghe tiếng gì hết. Lại các anh nhá. Lên. Mất mất tắt pin mất rồi. Đây nhá. Lên mở ra 2 3. Lại nhá. Lên. Đang sáng này. Lên cho nên mà cái này là cảm biến rơi. Những cái dòng mic hiện nay là rất ít, những cái dòng mic đời mới có, đời mới thì cũng ít có. Coi như là cái này là cái công nghệ mới, công nghệ mới đó là tránh trường hợp là chúng ta hát thì rơi mic xuống là nó bị bùng giò loa, nó hư loa, đấy, nó ngắt luôn tiếng. Thế là khi mà có giò thì rơi xuống mà cái vận tốc nó quá lớn là nó ngắt luôn. Đấy, cái này là cái cảm biến giò tốc đấy. Và bây giờ thì đây các bác xem đấy, đây là chỉ có 2.9 triệu nhá. Bác nào lấy thì để lại cho em ở đây cái phần bình luận nhá. Đấy, 2.9 triệu chưa có cước. Đấy, nhắc lại nhá, 2.9 triệu chưa có cước. Thì cái này bây giờ em sẽ làm cho các bác xem cái review của cái mic này, khi mà các bác mua đập hộp thì nó có những cái thiết bị gì đây nhá. Vâng, đây là cái hộp của nó đây. Cái hộp của nó sau khi mà nguyên thùng của nó như thế này thì ở trên đây nó sẽ có cái, chúng ta thấy là cái model của nó in ngay trên thùng luôn, KV12, logo của DE in ngay trên thùng luôn các bác nhá. Đấy, ở bên hông đây là wireless Poca microphone. Đấy, đây là cái hộp, nguyên hộp của nó như thế này. Thì khi mà các bác mua đấy thì nó sẽ bao gồm những cái thiết bị như thế nào. Đây thì chúng ta sẽ mở hộp ra xem luôn. Thì khi đây cái bộ hộp rồi ra thì trong hộp đấy nó sẽ là đóng mic, được đóng vào trong một cái hộp phải nói là rất là chắc chắn như thế này. Nó có đầy đủ những cái chống lăn, đây xốp, đây là cái lớp xốp này. Đây là đập hộp của nó luôn. Thì khi chúng ta mở hộp ra, chúng ta sẽ thấy ngay là cái đầu thu của nó đây. Cái đầu thu rất là đẹp, một màn hình rất là rộng luôn các bác nhé. Để em tháo luôn cho các bác xem cái đầu thu này. Đấy, cái đầu thu của nó đây, rất là đẹp. Ở đây thì nó sẽ có dò sóng bằng IR, sóng hồng ngoại luôn. Đấy, cái này là rất là dễ các bác nhé. Có sóng hồng ngoại luôn. Đây là hai nút volume để dạng số nhé. Đời cao các bác nhé là đời rộng, đời volume to nhỏ là dạng số chứ không phải là dạng như kiểu vặn. Đấy, đây là nút set, đây nút chỉnh tần số đây. Một cái đầu thu phải đánh giá rất là cao, rất là đẹp các. Đây logo của DE KV12 in ngay góc bên này. Mặt đây được làm bằng nhôm. Đấy, nhôm rất là dày, rất là đẹp. Đấy, tem chính chứng nhận hàng chính hãng của công ty SLV Lợi Nam. Đấy, công tem chính hãng đây. Có mã QR luôn các nhá. Đấy. Đấy. Thì sắp tới là công ty SLV Lợi Nam họ sẽ chuyển sang là tem dạng là tem điện tử. Đấy, không còn dạng là tem có cái tem này nhưng mà sẽ có một cái tem điện tử, là bảo hành điện tử giống như các bác mua tivi LCD hoặc là mấy dòng đời mới ở đây ấy, nó sẽ đầy đủ luôn nhé. Đấy, phía sau đầu thu thì nó, chúng ta sẽ thấy là đây nó sẽ có một hai lỗ để canon, một lỗ đây là để cắm lỗ 6 ly, 6 ly để chúng ta cắm, hoặc là cắm hai lỗ chúng canon ở đây. Nếu như các bác là dùng canon á thì chúng ta sẽ là cắm riêng hai mic, hai mic riêng luôn. Còn là lỗ 6 ly này thì sẽ dùng chung các bác nhá. Ở đây nó sẽ có hai nút này, là đây là chỉnh sóng. Đấy. Chỉnh sóng gần, sóng xa của mic. Đây, hai cái nút này nhá, ở đằng sau này nhá. Đấy. Và để chứng minh cho cái chất lượng của sản phẩm thì em tháo luôn cái đầu thu ra các bác xem. Đây, không phải là rằng vớ vẩn giống như chúng ta thấy của KTV. Đấy, toàn bộ linh kiện của nó đây là tụ của nó là dùng tụ nhôm hết các bác nhá. Tụ nhôm hết. Đấy. Hộp sóng của nó đây, hộp sóng là nó như thế này chứ không phải là cái bo nhỏ nhỏ giống như những cái dòng mic đều chúng ta thấy. Ở đây nó có một con chip giải mã rất là, đây con chip giải mã âm thanh đây. Đây con chip ngay ở ngón tay em đây. Đấy. Đây là con chip đây, nó được xử lý bởi con chip giải mã đây. Mọi những cái tín hiệu nó đều qua con chip này, nó xử lý tiếng hay không là rất phụ thuộc rất nhiều vào con chip này. Đấy, còn đây là cái tay mic toàn bộ là vị tím hết. Đấy. Bo mạch cũng vị tím. Đây logo của DE đây các bác nhá, hàng xịn của nó về thế này các bác nhá. Đấy, design in DE Cotic in Germany. Đấy, thương hiệu của Đức. Đấy, các bác xem cái nội thất của nó đấy. Đấy, em bổ cho các bác xem luôn. Tay mic thì tháo nó hơi lằng nhằng nên em không tháo nữa, còn đầu thu. Đấy, để cho các bác xem đây là mic rẻ nhưng mà không phải là cái vớ vẩn. Đấy, các bác xem cái ruột của nó là thế.
là các bác biết là hàng như thế nào rồi, không phải là những cái hàng khác là không dám tháo ruột đâu. Em tháo tẹt cho các bác xem luôn. Đấy, đây bỏ rằng cái đầu chúng ta sẽ thấy tay mic ở đây. Ở đây là sẽ một cuốn sách hướng dẫn, sách hướng dẫn này thì không quan tâm lắm. Tay mic ở đây rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây, tay đây em bóc luôn cho các bác xem. Đấy, tay mic côn mic phải nói rất là đẹp. Đây trời, em bóc luôn. Đây là cái tay của nó đây, em bóc vào đây. Đấy, cái tay của nó. Tay của nó là tay được sơn màu trắng rất là đẹp. Nói chung là tay rất là đẹp ạ. Ở phía dưới đây là có cái đế cao su luôn này. Đấy. Đấy, cái này là cái đế nhá. Đấy, các bác thấy đấy, ở dưới đây là có một cái đế cao su. Đấy, nó tránh khi mà rơi xuống là nó sẽ nảy lên này, giống như thế này này. Đấy, chúng ta thấy không? Nó không bị vỡ. Đấy, cái đế cao su đây. Đây là có một cái đế, phần dưới đây là cao su. Đấy, toàn bộ tay là thân trên và thân dưới nó đều được làm bằng nhôm. Đấy, chúng ta thấy là làm bằng nhôm hết nhá. Đấy, nhôm. Tiếng mic rất là hay. Các bác mua bộ mic bãi hiện nay là nó cũng tầm hơn 2 triệu rồi. Mà đây là mic mới luôn, là chỉ có 2,9 triệu. Đấy, các bác chỉ trả thêm mấy chục ngàn tiền ship rồi thôi. Đây, các bác xem này, đây côn của nó này. Côn phải nói là rất là xịn. Em nói thẳng là cái côn này rất là hay luôn. Đấy, em tháo lại cho bác xem cái côn của nó này. Đấy, côn này thì không thể chê được à. Các bác nhìn cái côn của nó là rất là đẹp luôn, rất là khôn. Nó làm rất là chi tiết luôn đấy. Côn này hát rất là sướng. Đấy, em vừa hát thử cho bác xem đấy, hát rất là sướng nhé. Đấy, côn đây. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện là đây, hai cái chống lăn, một cái dây 6 ly, một cái nguồn và pin để chúng ta thử mic. Đây, pin đây. Nói chung là đầy đủ những cái thiết bị. Ngoài ra còn có tai để bắt tủ này. Đấy, rất là đủ nhá, không còn thiếu cái gì nhá, đầy đủ cho các bác phụ kiện đua. Chỉ có 2,9 triệu một bộ này thôi. Thì bác nào lấy thì các bác vui lòng để lại số điện thoại ngay cái mục bình luận cho em nhé. Em sẽ gọi cho các bác và lấy số đơn nhé. Đấy. Thì mic này thì các bác mua thì không cần phải lăn tăn, em bao hay luôn. Đấy nhá, bao hay luôn đấy. Vừa rồi thì em cũng đã làm review toàn bộ cái mic này cho các bác xem. Thì thực sự đây là một cái mic em khẳng định với các bác là rất là đáng mua, rất là hay. Đấy. Tại sao có cái giá chỉ có 2,9 triệu, thực sự là một giá rất là tốt. Thực sự là đây là cái giá khuyến mãi đầu tiên để ra tham gia thị trường của cái dòng mic này. Đấy. Cho nên mà hãng đưa ra một cái giá rất là tốt. Và thực sự là đối với những cái giá như thế này thì có lẽ rằng là em sẽ không phải lo và bán mic bãi nữa. Tại vì thực sự là giá này thì ngang với giá mic bãi rồi. Mic bãi thì những cái bộ mic ví dụ như Beyer hiện nay mà vào tay đẹp một chút thì bọn em bán nó cũng rơi vào tầm 2,6 triệu, 2,7 triệu rồi, chứ cũng không phải rẻ hơn được nữa. Mà mic này thì 2,9 triệu, các bác chỉ thêm một chút thôi thì là được một bộ mic mới nguyên hàng luôn. Tức là mới tinh 100% luôn mà lại được bảo hành 1 năm, không phải lo cái vấn đề hư hỏng quá trình sử dụng. Đấy, không phải lo một cái, bất kỳ một cái quá trình sử dụng chúng ta phải lo một cái gì cả, và 1 năm trời bảo hành cho các bác. Mic hàng chính hãng, còn chất âm thì bảo hay luôn, bảo hay luôn. Thì cái điều kiện để mua hàng ở đây thì các bác chỉ cần đặt để lại số điện thoại cho cửa hàng em ở ngay ở phía dưới bình luận. Thì mọi mua bán hoặc là lấy địa chỉ thế nào thì bọn em sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Nhìn nhắc lại nhé, giá chỉ có 2,9 triệu thôi. Giá này mà các bác còn chê mà bỏ mic này không hay ấy, được phép trả cho bên em. Mic này bao hay cho bác luôn. Còn sóng á, ở đây thì nó sẽ có một chế độ là sóng gần sóng xa trên tay mic luôn. Đấy, có chế độ sóng gần và sóng xa cho các bác. Cho nên các bác không phải lo cái vấn đề là sóng yếu. Dùng sự kiện rất là ok, dùng gia đình rất là hay nhé. Mic này rất là hay. Đấy. Đây là một thương hiệu phải nói là không cần phải quá là lan tăn. Một thương hiệu rất là lớn ở thị trường Việt Nam rồi.